Một bé trai 8 tuổi đã tử vong do hóc đầu bút bi sau khi cho đầu bút bi vào miệng, rồi bất ngờ bị đầu tròn phía trên của nắp bút tụt vào họng, làm cho bé nhanh chóng suy hô hấp, ngừng tim trước khi mà được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi được vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 7 tháng 3, bệnh nhi được các bác sĩ cấp cứu ép tim. Sau khoảng 10 phút tim đập trở lại, bệnh nhi được đặt nội khí quản, đảm bảo đường thở rồi chuyển sang Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, gắp ra dị vật là một đầu tròn đuôi bút bi. Tuy nhiên do thời gian ngừng tuần hoàn quá lâu trước khi được đưa đến viện nên dù tim đập lại nhưng bệnh nhi luôn trong tình trạng hôn mê, phải thở máy, não tổn thương do thiếu oxy quá lâu. Sau hơn 20 ngày nằm hồi sức, bệnh nhi đã không qua khỏi. Theo lời kể của các cô giáo, khi thấy bệnh nhi bỗng ho sặc rồi lịm đi, các cô giáo đã vội đưa bệnh nhi đến bệnh viện cấp cứu, không phát hiện và thực hiện sơ cứu cho bệnh nhi. Thì với cái còi này thì chúng ta thấy là nó chui trong đường thở là nó sẽ nằm như này.